Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Phúc. Mình là kỹ sư Phúc. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn những cái phần mềm mà dễ nhất để chúng ta có thể chỉnh sửa và video, biên tập video trên YouTube. Thì khi chúng ta làm việc trên YouTube thì quan trọng nhất đó là chúng ta sẽ bắt buộc phải có một phần mềm để tạo ra một video. Các bạn có thể làm một cái quay video bằng điện thoại cầm tay, sau đó các bạn up trực tiếp trên YouTube thì vẫn được, nhưng điều đó là không tối ưu cho chúng ta khi chúng ta kiếm tiền trên YouTube. Mà để kiếm tiền YouTube thì chúng ta phải làm có bài bản, đó là một video khi chúng ta đưa lên phải có, nên có phần intro, nên có hình thumbnail, nên có auto để kêu gọi người ta subscribe hoặc like hoặc đăng ký kênh của mình. Đó là tối ưu nhất để chúng ta nên làm như vậy. Thì để làm được những tạo ra những video như vậy thì các bạn phải chú ý là như mình sẽ giới thiệu các bạn ba phần mềm chính mà hay các người làm YouTube hay sử dụng nhất. Đó là phần mềm thứ nhất, đó là phần mềm ProSound Producer. Cái này chắc ai cũng biết, ProSound Producer này không phải là ProSound nha. ProSound đâu nha. ProSound Producer này là một phần mềm tạo ra một slide ảnh vô cùng dễ dàng. Ở đây mình hay dùng cái phần mềm ProSound Producer này để chúng ta làm mấy cái slide ảnh dạng game show á, hoặc là làm slide ảnh cho tin tức. Này, phần mềm giao diện của nó đây, rất dễ sử dụng. Các bạn mới lần đầu tiên các bạn gửi file này, new show này, các bạn click add cho, hoặc là các bạn phần mềm này rất đơn giản, không có hiệu ứng này, đúng không? Đó, rất nhiều ứng, cái này rất nhiều ứng, rất là đẹp. Chúng ta sẽ xem hiệu ứng thì trong bài này mình nên làm giới hạn là giới thiệu thôi, còn chi tiết hướng dẫn những phần mềm này thì mình sẽ chia sẻ những bài sau. ProSound Producer bạn nhớ tay giùm mình nha. Còn các bạn nào muốn bộ phần mềm này download thì các bạn có thể lên mạng gõ chữ ProSound Producer đây mình này, rồi hướng dẫn bắt đầu download luôn. ProSound này, Producer này, rồi các bạn có tham chỉ sinh viên IT nữa. Trang web này là trang web rất là uy tín, trang web rất là uy tín để mà chúng ta có thể download. Thì các bạn vào đây các bạn xem ha. Còn cách mà crack hay là cách bẻ khóa phần mềm thì mình sẽ không chia sẻ các bạn, các bạn sẽ tự lên tìm. Và nếu cần thiết thì các bạn nên chạy nó trên phần máy ảo để chúng ta tránh được những rủi ro bị cài đặt những phần mềm gián điệp, đặc biệt là chúng ta đang làm kiếm tiền nữa. Và nếu như các bạn có tiền, nếu khi mà các bạn làm với YouTube mà chuyên nghiệp rồi, các bạn có tiền thì các bạn nên đầu tư bản chính thức. Cái top mình nhớ là top 7 tuyệt đỉnh nè, hay là công phu gì đấy này, top 10 tuyệt đỉnh nhé. Đây, top 10 tuyệt đỉnh nha. Đây là một trong những cái cây mà nó không, các bạn có thể xem nó này, mà top 10 đây, không có này. Mình nhớ là top gì đây, top 7 là kỳ này. Đây, top 5 là kỳ. Thì cái kênh này cái lượt view rất là khủng. Đấy. À, các bạn thấy được view rất là khủng không? Các bạn chú ý nghe, được view rất là khủng. Nhưng người ta chỉ làm dạng slide sau thôi. Slide sau này. Thế này. Không.
có được view rất là khủng. Thì các bạn có thể sử dụng Photoshop Reader để làm. Phần mềm thứ hai mình muốn giới thiệu các bạn là phần mềm Camtasia. Phần mềm này cực kỳ dễ sử dụng, mình rất thích phần mềm này. Và phần mềm này khi xuất video ra thì rất là nhạy. Và phần mềm này có hỗ trợ cái phần quay phim màn hình, thì mình cũng đang quay phim màn hình bằng phần mềm Camtasia đây. Nó rất là dễ sử dụng. Đây, giao diện của nó. Bạn nhớ này, đây là quay phim rồi. Camtasia này. Thì chi tiết cái sử dụng phần mềm này thì mình sẽ giới thiệu bạn ở những bài sau nha. Và là mình chỉ cần xem một video dài khoảng 10-15 phút của mình, các bạn có thể nắm vững được phần mềm Camtasia nó dùng như thế nào, rất đơn giản. Ở đây bình thường họ dùng mở lên một project, ở đây mình luôn đặt trước một project. Project ở đây là giống như một cái template à, khi mình làm sao, ví dụ ở đây template của mình này. Template của mình ha, template video của mình là nó sẽ thiếu cái phần này, hình thumbnail này, thiếu phần nội dung này, thì mình chỉ cần chèn hình thumbnail và hình nội dung vào thôi. Còn nó đã có sẵn phần intro này, okay, outro này đã có sẵn rồi à, mình chỉ cần chèn hình thumbnail vào, sau đó mình xuất ra, public ra thôi là sao, làm video rất là nhanh đó. Đó phần mềm Camtasia thì cũng tương tự như phần mềm Photoshop Producer. Để mà download được phần mềm Camtasia này thì các bạn lên Google và tìm kiếm giúp mình. Và hiện nay đang là bản 9 thì bản mình nghĩ bản 8 là xài được rồi. Bản 8 chấm là mình đã xài tốt rồi, không cần thiết phải dùng lên bản 9 đâu. Nếu các bạn nào khó khăn trong việc sử dụng phần mềm này thì có thể comment dưới video, mình sẽ chia sẻ các bạn cách để có thể sử dụng tốt phần mềm này. Và phần mềm này có một tính năng rất là thú vị, đó là có thể render hàng loạt file à, render chúng tôi sẽ lưu ở đó, sau đó render hạn giờ đó render thì nó render sau tôi ngủ dậy là sao à. Đó là phần mềm mình muốn giới thiệu tiếp theo, đó là phần mềm Camtasia. Phần mềm này nhưng mà hạn chế của nó là nó chỉ xuất ra cái video định dạng cao nhất của nó là HD. Đây cho các bạn xem nha, cao nhất của nó là HD nha, à, Full HD này còn nhá, Full HD cho mình coi còn định dạng nào nữa không. Đấy, coi nào. Để mình xem nghiên cứu lại thì cái này mình biết nó là đang là định dạng cao nhất của là Full HD. Và các bạn nhớ là chọn là MP4 Only thôi nha, không chọn là MP4 with Video Player này ra, chọn MP4 Only thôi, Only MP4 Only nha. Các bạn chọn cái này cho giúp mình thì chúng ta sẽ được chất lượng cao. Còn vì sao chọn cái này thì các bạn nên nhớ là video mà chất lượng càng cao thì tiền càng nhiều, còn video chất lượng thấp thì tiền sẽ thấp. Các bạn nhớ giúp mình à, thì cái tiếp theo nữa là một phần mềm mình muốn giới thiệu các bạn à, đó là phần mềm đó là phần mềm Adobe Premiere. À, phần mềm này thì chọn phim rất là chuyên nghiệp, mình cũng có cài đặt vào trên máy này. Còn cách cài đặt cái bộ phần mềm này là hiện nay là nó đang miễn phí và nha, đang miễn phí. Và các bạn dùng cái phần mềm mà dùng cái phần mềm là Adobe. Đây các bạn vào đăng mình download này. Miễn phí và bạn tạo một tài khoản sau download về là chúng ta sẽ được tạo một tài khoản theo Adobe. Dạ. Đây, Twitter Cloud đây. Tạo một tài khoản Adobe Cloud và download về. Miễn phí 15 ngày. Còn các bạn nào muốn có phí muốn dùng lâu dài á, thì khi nào hết hạn thì mình sẽ chia sẻ cho nha. Các bạn có thể comment dưới video của mình thì mình chia sẻ cho các bạn. Kể cả Photoshop cũng vậy. Thì cái việc này chúng ta nên nó nhỏ.
không thể nói lớn được vì mình không thể chia sẻ các bạn cách để các bạn tôi nói lại là đó là nguyên tắc cộng đồng, là không thể chia sẻ nguyên tắc cộng đồng, nên chúng ta không thể chia sẻ cho các bạn cách bẻ khóa vân vân, bẻ khóa vân vân, cho nên có phần mềm thì mình không chia sẻ. Còn cái phần mềm Adobe Premiere này nó đối với những bạn mới làm thì rất là khó, mới làm rất là khó, cho nên là mới làm rất là khó, cho nên các bạn lưu ý. Thì mình phần mềm mà mình muốn nói nhất ở đây là dễ dùng nhất, đó là phần mềm Camtasia các bạn nhé, Camtasia. Đó. Thì các bạn cứ nên bắt đầu với YouTube bằng phần mềm Pro Show Producer. Mình nghĩ là chừng đó thì chúng ta đã kiếm tiền tốt rồi. Đó là sai lầm của mình khi làm video YouTube, là chúng ta dùng phần mềm Camtasia này trước, mình nghĩ phần mềm này trước nha. Tốt nhất phần mềm này chạy slide ảnh và đọc tin là dễ kiếm tiền nhất. Thôi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Các bạn nhớ ấn subscribe để ủng hộ cho mình. Là các bạn ấn comment, like để chúng ta có thể trao đổi với nhau được. Xin chào và chúc các bạn một ngày tốt lành.